đi cả ngàn cây số để ăn món rau rừng. Rau xào nó là không có đơn giản. Canh chua tép. Và cá kho. Và nếu có điều kiện hơn là sẽ giải cứu cá trong hồ. Cá vẹt. Không, thả ra biển không ai bắt. Giờ sức của mình là chỉ giải cứu được một bạn thôi. Còn lại mọi người coi ủng hộ đi. Được giải cứu nhiều hơn. Đây có Mạnh Thường Quân kế bên mà Mạnh Thường Quân không dám giải cứu. Bởi vì Mạnh Thường Quân biết thả. Mạnh Thường Quân nói là không có dư tiền. Thả xong tuổi lại mua âm hả? Đúng không? Thả xong là không. Có mua... có lưới hết trơn à. Không, con sẽ thả một con. Gieo duyên với quán. Con trả tiền em. Thôi, thôi mua thiệt mà. Cái lượng ở đâu là cả thì không mệt. Cái con này con làm con gì cũng lâu một chút. Còn làm con cá voi. Thôi thả là không được thả cá vẹt đủ. Tới tép vậy mày hốt xuống một cái lên một đống luôn nè. Hay ghê không? Không phải không anh? Để cho tôi nè. Là nè rau. Lục mùng. Không ăn hả? Cành ngon quá. Đúng không? Gọi em đi.
Ly nước đó của ai vậy mày? Nước ngọt á hả? Mày uống hết giùm được không? À, đổ nha. Để uống nước trà. Con không uống nước ngọt được. Mà đi quấy rối hả? Đồ chén cơm của ai vậy? Nữa mày. Đủ bây giờ thì còn dạ. Này đúng ngon luôn á. Dạ được. Quán này đúng là hợp khẩu vị ghê á.